Hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ làm về một khẩu súng rất là mới và nó có cái tên rất là dị, đó chính là AK-47 Mark Men. Không biết là do chị Google Translate dịch tào lao hay là cái tên của nó là như thế. Các bạn có tin được không? Khẩu này được tặng free. Có lẽ các bạn sẽ không tin được là nó được tặng free toàn server đâu. Khẩu này không phải là súng VIP, nó chỉ là khung vàng thôi. Nhưng mình nghĩ với cái skin cực kỳ đẹp và cái sức mạnh của em nó thì nó xứng đáng được là khung VIP hơn. Nhưng nó được tặng free nên nhà phát hành sẽ không cho nó là VIP. Đấy, mang tiếng nhà phát hành tặng VIP cho người chơi. Rồi, thế đã mang tiếng tặng súng rồi thì tặng luôn VIP đi cho nó chất chơi. Tặng súng khung vàng hơi bị mang tiếng. Đấy, giờ bá nhá, khẩu này được ra sớm trong cái chế độ PUBG. Thì đây, bật scope lên thì nó hơi bị có bắn một tí nhưng bắn từ xa thì rất là tốt, tầm gần thì không nên bật scope như mình. Đấy, mình thì mình test scope cho các bạn xem thôi, rất là đẹp. Khẩu này là một khẩu súng rất là ngon. Ở trong chế độ PUBG thì các bạn lấy được cái khẩu súng này trong hòm hòm tiếp tế hoặc trong hòm dự bay thì các bạn mới có thể lấy được cái khẩu này. Còn đi loot nhà thì rất là hên xui, lâu lâu thì chơi tầm 5 trận thì có một trận may mắn các bạn lấy được. Còn không thì thực sự là khó, rất là khó kiếm. Vì mấy khẩu này khẩu ngon mà. Úi dồi ôi, tìm cái con hủy diệt thì đích nào thằng tơ nó đập mặt vào đây. Này thì thích thể hiện này. Úi dồi ôi, anh hủy diệt cầm cái lưỡi hái lăng qua lăng lại. Vâng, tỏ rõ thái độ hổ báo, bố mày cân tất cân cả bản đồ. Đâu rồi? Đây rồi. Này thì cân bản đồ. Rồi tôi xong lên đấy thì xác định là tay, tại vì cái lũ đấy nó thẩm du vờ cờ luôn. Vâng, ngày nào cũng thẩm du, tối nào cũng thẩm du, chơi lúc nào cũng gặp cái bọn này, cứ vòng 16 người là y một mả người đấy có thùng hàng. Rồi, khó lắm bạn ơi, lên thùng hàng mà cào đi thì ăn mình thì điều gì đó rất khó. Úi rồi đứng ra sau nó hóng hớt thôi cũng bị bắn chết. Không thể đứng đường nào được. Đấy, bắn xa cũng rất là chất chơi. Ui rồi, tôi xong rồi. Cái định mới la liếm nó một tí thôi mà không thể tha cho mình được. Ông quyết tâm giết mình. Nhưng không sao hết giờ. Quả đấy mình thấy mai bên này hơi bị đông nên mình cố sấy thôi. Bật scope đi sấy rất là tốt nha, không giật. Tuy là scope nhưng sấy rất là tốt, không cần nhấp đâu. Sấy vẫn rất là ok con dê. Cút ra bố mày đi xem nào. Rồi mắc cái viền của khoảng lăng này chế map hơi bị ngu nhỉ. Đích nào, map khó đi vào lờ ấy. Rồi cái trận này lại một mả người đi dùng hàng thì đến bao giờ có mai bắn đi rồi. Rồi hết sọt kìa. Ơ kìa, thằng tơ nhấp nháy không ai ăn, tiệc là hư cấu mới mở. Rồi, ở dưới thì tia chớp, tường bom đi các kiểu. Nhưng quả bom đấy nó vô hại đối với cái bọn thủ hàng. Thực sự bây giờ có tương 100 quả bom lên thì chúng nó vẫn đứng trên đấy thôi. Úi dồi ôi, nào cao mất giáp của bố mày rồi. Té thôi. Hình như là cương thi. Cái thằng cương thi nó thích lăm lăm với mình nhở. Thế nick nào cầm súng mới nó thích sờ vào người hay sao ấy. Mấy cái thằng súng mới chắc là nó căm thù lắm ấy. Tốt nhất thì cầm thù những cái bọn tên thủ hàng ấy và đứng từ xa thôi. Còn này có scope mà. Đấy, các bạn thấy chất chơi không ạ? Bắn xa nhưng vẫn cái được hàng. Rồi, cái thủ hàng đông quá. Được 6 thằng. Đấy, nhiều thế anh em ạ. Đây rồi, sau lưng này. Không biết này. Khá biết rồi này. Ghê nhờ. Vâng, cái trình phát hiện vẫn rất là cao. À đủ. Rồi, mình đứng trên đấy một tí thôi mà. Làm gì mà chạy lên đấy kinh vậy? Mình xuống đây rồi. Mình xuống với các bạn đây. Này thì trâu bò này. À đủ. Anh tơ kìa, thôi té. Làm gì mà căng. Đấy, còn đúng hai người thôi. Hình như là nó clear trên khu vực thùng hàng rồi. Còn đúng một thằng thì không biết tại sao chưa chết. Đứng lên đây. Mình đang đợi hero. Úi rồi, qua đây khó lắm. Khó lắm. Khẩu này mà cứ dí vào đầu thì tầm chưa đầy hết, chưa hết một băng là đã giết được người rồi.
Chứ nhầm, đã giết được Zom rồi. Giết người thì hơi bị sai. Bọn này có phải là người đâu. À rồi, có hero rồi. Ok, thì sẽ cố la liếm thêm ít kill rồi biến hero luôn. Biến luôn đi, mình sợ móc ở sau. Úi dồi, đông thế. Bình tĩnh. Bình tĩnh thế nào. Thế, 36 kế. Chuẩn là thượng trách. Ai này thì thích lên đây này. Đến đây. Úi dồi, đông thế, mới giết được có 3 con. Không ăn thua rồi. Không ăn thua rồi. Vẫn còn đông anh em ạ, còn 11 thằng. Cứ mỗi lần mình đi xuống là mỗi lần chết. Mỗi lần đi xuống là mỗi lần mất mấy nghìn tiết. Như thế là mình càng dễ sấp mặt. Đến thế, thực sự là phòng cũng quá đông anh em ạ. Giúp 3 hero đó nhé, 3 hero viết. Viết mấy ra 16, 3 chắc 10, 13 ấy nhở. Vâng, nhưng thực sự là bây giờ một mình cân tất mà. Không hiểu tại sao lúc thì 3 hero, lúc thì 1 hero. Ở 1 hero thì không thể cân được. Nó quá đông để cân. Trừ phi các bạn bật hack lên thì mình không nói chứ. Còn không thì giúp 3 nó ngáo thôi. Còn không bao giờ có thể clear được cái chế độ 16 người này. Nó như là PC vậy. Chạy còn không thoát chứ đừng nói mà clear. Nếu mà clear được thì chỉ có những cái thằng nào mà có tính chất quay tay lâu năm thôi. Đây rồi. Đây rồi. Ý, chạy đâu? Con lợn này. Vâng, mực fake. À đủ thôi, bắn luôn đi. Vâng, thấy con giống non thì cũng không thể đủ được. Vâng, giống non nó rất là ảo. Bọn này nó chơi kiểu gì nhở? Nó toàn lượn vào mặt chứ nó không cào mình. Cấu. Vâng, những bạn mới chơi có khi lại hết hồn đấy. Xong lên được này. Vâng, nhanh lên nào. Nhanh lên nào. Úi dồi ôi. Không được thằng nào cao mình ở phía sau nhá, không được thông đích đâu nhá. Không chơi kiểu lý thông đâu. Thì cơ bản là không thằng nào thấy mình. Chán thế. Không cần lắm một thằng nào lý thông ở phía sau. Nhìn cái gì? Này thì nhìn tao này. Nhìn là gãy. Một bé. Một bé tiếp theo. Bật scope lên thì nó hơi bị khó. Nhưng bắn như này nó thích lắm anh em ạ. Nó không thể dí vào đầu rồi. Ở tầm này cũng không dí vào đầu được đâu. Xuống đây. Trên bắn xuống khó quá. Cứ tầm ngang mặt như thế này bắn nó dễ hơn. Đấy, khó lắm. Lừa tính cơ. Vâng, tuy nhiên nấp ở cái hẻm đấy lừa tình. Úi dồi ôi, cơ hội boost kill ở đây. Nhiều thế. Úi dồi ôi. Đứng đây có mà đố thằng nào đùa được top với mình ấy. Đứng đây mà book kill rồi. Úi dồi ôi. Nó đi lui vào mồm này. Không biết làm sao không ăn được. Quá nhiều kill đối với mình. Úi dồi ôi. Thằng kia nó xả khói xong nó không thấy mình luôn. Anh nhé, cái thằng xả khói thì nó phải nhìn được xuyên khói nhở. Tự dưng xả khói nó cũng bị mồ thì như không à. Đáng lòng thanh niên. Đi cào mình xả khói các kiểu, cuối cùng lượn qua mặt chứ không sờ được cái gì hết. Ủa sao lại ấn nút nhảy không được ấy? Nút nhảy bị gì ta? Vâng, dạo này mình hơi bị bận nên ít thì ít làm clip lại nhá. Mình sẽ làm clip zombie nhiều hơn. Này thì nhảy không qua này. Nhảy mic thì cứ xác định thôi. Vâng, chơi chế độ 16 người nó là thích. Còn 10 người thì nó thẩm du đông quá, không có giúp mai mà chơi. Rồi bắn kinh thế. 16 người nếu mà nó thẩm du nhiều thì vẫn có nhiều giúp mai để mà bắn. Chứ còn mà phòng 10 người thì nó thủ hết trên đấy thì chỉ có vài con bắn rất là chán. Tầm 2 con thôi đã chán rồi. Mong là chế độ 16 người nó sẽ về sớm. Úi dồi, cận chiến luôn kìa. Ghê thế. Được chưa, cận chiến AFK. Này thì hổ báo này. Cầm nhân vật IS này. À, lục đồ bò này. Kinh vãi. Úi dồi ôi, nó thẩm du kinh thế. Được chưa, mình sẽ đi ở cái viền tường để cào nó. Cái viền tường cào dễ lắm các bạn ạ. Úi dồi ôi, để mình lên cái viền.
cái viên, cái viên rồi, ok, đứng lên được viên rồi, đứng lên được viên rồi. Cái lúc chuẩn bị sờ tay vào được ấy thì cái công lao nó thuộc về thằng khác hết. Cái khốn nạn thật là VL rồi, nó cào chết thằng kia rồi, gắt thế. Cái thằng này này, cận chiến này, này thì cận chiến, này thì cận chiến. Ui dồi ôi, chưa kịp sờ vào nó chết rồi. Sau mình bỏ công sức bao nhiêu thì đổi lại bắn đi. Ui dồi, sao lại cái nút nhảy của mình nó bị sao ấy nhở? Cảm giác cái lúc cần thì nó không nhảy được ấy. Vâng, chứ nhà phát hành đang bóp dài mình đây. Ui dồi, thôi xong rồi, không qua rồi, phải cố giết được cái thằng này trước khi nó hết giờ. Phải ăn được, cố lên. Sao lại đứng AFK hết đấy nhở? Rồi thay đạn, thay đạn. Ui dồi, cái nút nhảy thật là VL. Tao ngựa hận mày, khốn nạn. Cái quả có thể nhảy qua được rồi thì ấn nó không nhảy, nó đi xuống luôn từ cấu. Và chắc mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem nếu thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhá. Bye bye các bạn, và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Ngày hôm nay mình hơi mệt nên chắc là chưa stream được. Sorry các bạn rất là nhiều.